Ok, và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ chơi một tựa game mang tên là Dino T-Rex khủng long mất mạng. Game này thì anh em có thể chơi ở trên Windows web khi mà mất mạng nha, nhưng mà đây là một cái ứng dụng ở trên Android à. Hoàn toàn có thể chơi thoải mái mà không cần phải đợi đến khi mất mạng nhé anh em. Rồi mình sẽ cho tiếng của cái game này nó sẽ nhỏ đi một tí. Tiếng à, hoặc cho to lên được. Rồi, và chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Ok, nhảy cao cao lên tí là được. Ui, chúng ta nhảy khó thế. Game này khó thế. Game này khó thế anh em. Game này khó lắm ạ. Khó lắm ạ. Rồi, mấy cái cây nhỏ chắc chắn là chúng ta sẽ nhảy qua được này. Cái này có nhiều, khá nhiều thử thách đây anh em ạ. Rồi, ok, nhảy lên. Nhảy lên. Oh, đợi. Nice. 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 Tuyệt vời. Đang di chuyển rất là tốt luôn. Di chuyển rất là tốt luôn. Hay. 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 Hay luôn này. Nhờn này lên. Cho được rất là nhiều cái điểm đấy. Coi có đánh nhau với boss không nhỉ? Đúng theo cái kiểu cổ điển luôn anh em ạ. Đúng theo kiểu T-Rex cổ điển luôn. Chưa chết luôn. Ui dồi. Bạn biến màn đêm anh em ạ. Biến màn đêm làm mình khó chơi hơn rất nhiều. Rồi, chúng ta được cái kỷ lục điểm rất cao. Úi dồi, mỗi lần nó thay đổi cái màn nhìn trông nó đau hết cả mắt anh em ạ. Rồi, high score gần 1000 điểm đấy anh em ơi. Chúng ta bắt đầu thấy những con mới rồi anh em ạ. Mắt chúng ta bắt đầu hoa. Chúng ta thấy một con chim anh em ạ. Uầy 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 uầy. Đụng phải cái con đấy nhá anh em ơi, con Pterosaurus. Nhảy qua nào, nhảy qua nào. Ok. Màn đêm rồi anh em ạ. Chúng ta tới thế giới nào rồi đây. Ui, có loài mới xuất hiện chưa anh em ơi? Có mỗi Pterosaurus thôi anh em ạ. Chúng ta được khoảng hơn 1000 điểm rồi. Mục tiêu sẽ là 10000 điểm nha anh em. Kỷ lục luôn. Kỷ lục không thể phá luôn. Ok, rất hay luôn. Nhanh lên tí. Nhảy luôn anh em ạ. Nhảy luôn, nhảy luôn, nhảy luôn. Nhảy luôn, nhảy luôn, nhảy luôn. Nhảy luôn, nhảy luôn. Ok. Hay, hay, hay. Hay, hay. Hay này. Hay, hay, hay này. Quá được, quá được luôn. Chết rồi. Quả đấy là chết rồi, nhìn là mình biết là chết rồi. Ở đây sẽ có khá nhiều cái hình dạng để anh em có thể là đấy này. 1500 score sẽ unlock được thêm một vài thứ anh em ạ. Tôi sẽ không thể để chết được. Tại vì tôi sẽ unlock thêm vào tất cả những con những cái hình ảnh đẹp ấy. Mình đang được cái gì đấy? Đấu La Đại Lục. Lại là một cái game tung của anh em ạ. Game này chơi làm gì mất thời gian lắm. 7 6 5 4 3 2 1 ok chưa? Rồi, chúng ta sẽ có một con khủng long. Này này. Tí chết. Úi giời ơi, mình chỉ cần nhấn đúp 2 phát là được anh em ạ. Chết rồi, quả này chết rồi, 1600 mà chúng ta sẽ mở khóa thêm được con mèo anh em ạ. 500 score trong vòng 10 giây à. High score 1500 sẽ mở khóa nốt mấy con này ha. Rồi, mình nghĩ mình sẽ cố gắng mình mở khóa nốt con đấy đi anh em ạ. Nhưng mà bây giờ để được điểm cao khó lắm. Bây giờ mình nghĩ sẽ được điểm cao là cực kỳ khó luôn. Không dễ đâu. Mới đếm ngược. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dừng là đẹp rồi. Chúng ta sẽ chơi con mèo đi. Con mèo to thế. Ok.
chú mèo to ấy nhỉ, thì làm sao mà có thể chết rồi. Ôi trời ơi, vẫn chưa đạt được cái mốc score này thôi rồi chú. Ơ không vấn đề gì anh em ạ, cái này nó lưu điểm à, không, cái này đánh từ đầu ạ, nhìn đánh từ đầu kìa em nhá. Cái hai score là 1700 điểm nhá, cho đạt được khoảng 5-500 điểm trong vòng ấy thì sẽ được mở khóa mấy cái map đầu sẽ dễ. Cái này to quá, hơn 100 điểm rồi, 500 điểm anh em ơi, cùng mốc 500 điểm cho lấy con gì nó bé bé thôi. Con mèo này trông hơi bị ngáo cần anh em ạ. Đấy, tính như lấy con gì cho nó nhỏ nhỏ ha, lấy cái này thôi. Rồi anh em ơi, sao không lấy con này mà con mèo đeo kính ấy chứ, ảo thật sự luôn. Này thì làm sao mà thay đổi phong cảnh anh em ạ, thay đổi phong cảnh nha, thay đổi thành mấy cái hoa thịt người anh em ạ. Mèo béo cần phải đeo kính nhìn trông khá là buồn cười, nó to quá. Học là con này đi. Sao vẫn chưa thay đổi thành con mèo kia nhở, lý do tại sao vẫn thay đổi nhỉ, khó hiểu. Đố anh em kia, ui có hình con chó ở trên này anh em. Đây, mình sẽ lấy hết cái đống này trên này được. Rồi anh em ơi, thay đổi hết cả khung hình luôn đấy. Mình sẽ cố gắng kiếm 500 điểm trong khoảng 10 giây hay là 10 lần gì đấy là được. Nhảy lên, hợp lý. Ok anh em. Được rồi đi thôi. Lên. Quá hay luôn. Quá được luôn. Xoay. Ấy. Thôi bị được luôn. Quáng 500 điểm đây anh em ạ. Có nghĩa tôi đã mở khóa được một cái item đấy. Con này nó bé nên dễ có thể được 1500 điểm nha anh em ơi. Cũng mốc 1500 điểm, 500 điểm nữa là thành công rồi. Là sẽ mở khóa tất cả các cái con khủng long với tất cả các cái item ở bên này. Game này không cần mất tiền, anh em hoàn toàn có thể chơi một cách thoải mái được nhé. Đấy, đơn giản. 900 rồi. Chỉ cần khoảng 1500 điểm thôi. Hey. Quá hoàn hảo. Quá được, quá đỉnh. Rồi. 1300 rồi anh em ơi, chỉ cần thiếu 200 điểm thôi là chúng ta. Quá được luôn. 1400 rồi, còn thiếu 100 điểm thôi. Tốt thế nhờ. Mình sẽ phá kỷ lục cũ của mình nhá anh em. Úi ôi, hú hồn chị em. Không phá được rồi. Mày thế nhở. Bắt đầu mình đã đổ hoa mắt rồi anh em ạ. Hoa mắt chóng mặt đau đầu rồi đấy. Nhưng mình nghĩ sẽ khá được cái kỷ lục của mình thôi. Chết rồi. 1762 à? Không phải lều. Ô cái này dưới không phá được kìa. Bó tay luôn. Rồi và chúng ta skill nhé. Xin chào anh em nhé. Bye bye.